chào cô chú. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Đến với kênh Mi Vlog. Hôm nay gia đình nhà của Mi sẽ đi đến siêu thị Aeon. Siêu thị Aeon. Hôm nay thì dự định là đến đó là sẽ đi ăn, rồi sau đó là sẽ đi mua một số đồ để mà dùng ở trong nhà đấy các bạn. Ở chỗ nào vậy? Thì bây giờ mời các bạn đi cùng theo chân của gia đình nhà Mi sẽ đi đến Aeon nha. Ok. Ok. Let's go. Let's go. Bye bye. Wow, mẹ phát hiện ra một chiếc máy bay kìa La. La có thấy máy bay không? Đây là trái máy bay. Khổng lồ luôn. Từ nhà của tụi mình á, đi qua Aeon á các bạn thì tầm khoảng 15 phút. Thì bây giờ mình đang đi nè, mà trên đường thì mình thấy là trời đang chuyển mưa nha. Thì không biết là có kịp tới không nữa. Thường á, thì bọn mình sẽ đi siêu thị vào buổi tối và hay đi bằng xe máy á các bạn. Nhưng mà dạo này á, thời tiết hay là nắng mưa thất thường nên hôm nay mình đi vào buổi trưa. Thì sẵn tới đó thì mình ăn luôn. Rồi hôm nay thì mình sẽ đi bằng ô tô để mà bạn sẽ là tìm thấy một chiếc máy bay nữa các bạn. Thì hôm nay tụi mình chọn đi bằng ô tô để cho thoải mái hơn, sẽ không có bị nắng mưa cái thời tiết, do thời tiết nó mưa thất thường. Gần... cho cha nhìn khí hậu con nha. Ngồi xuống đi để cho cha lái xe nè nha. Tìm thấy chị ơi. Rồi, tới siêu thị Aeon rồi nha các bạn. Bạn sẽ là đâu, sẽ là chỉ cho các cô chú đi. Đây là siêu thị gì? Cái gì? Có cái gì đấy? Cái gì đây? Cái gì bự quá vậy? Aeon là một trong những siêu thị lớn nhất ở Sài Gòn luôn đó các bạn. Ở đây thì tập trung tất cả những cái tiện ích như là khu mua sắm nè, vui chơi, ăn uống, rồi các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng hàng ngày. Mình thấy thì siêu thị Aeon đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của mọi người luôn. Bình thường thì mình đi xe máy thì mình sẽ đi cái cổng ở phía trên đó các bạn. Hoặc là những cái cổng này nè, thì xe máy mình sẽ đi vô ha. Còn khi mà đi ô tô thì mình hay đi cái cổng ở phía dưới này. Vì cái cổng ở phía dưới này mình đi vô đây, mình đổ xe nó sẽ rất là gần nè. Rất là tiện nữa. Đó, mình đi vô trong cái cổng này, sau đó là tới bãi ô tô liền luôn. Còn như những cái lần trước mà mình không biết đó các bạn, mình đi qua bên cái cổng ở phía bên kia thì đi vô mắc phải chạy qua một hàng cái chỗ siêu thị á. Trên đó thì có rất là nhiều người sẽ đi qua lại nè, như chạy xe máy á thì mình sẽ phải dừng và người mà chờ đợi nữa thì rất là lâu. Đó, nên mình cứ chạy xuống ở dưới cái cổng ở phía dưới này. Rồi sau đó mình vô mình đổ xe luôn, xe gác lại rằng ha. Bãi đậu xe trong Aeon rất lớn các bạn, hầu như tầng nào cũng có bãi đậu xe riêng hết. Nếu mà các bạn đến đây vào những ngày thứ hai đến thứ sáu á, thì khu vực ở tầng dưới này á, đa phần sẽ còn chỗ trống để mà mình đậu xe. Còn nếu mà mình đi vào những ngày cao điểm như là thứ bảy, chủ nhật á, thì thường sẽ rất là đông các bạn. Ở dưới đây thì sẽ không còn chỗ đậu nữa. Thì mình cứ chạy lên những tầng trên mà đậu xe cho rộng rãi ha. Mẹ ơi cứ trên là kì. Ồ. Mẹ ơi cứ trên là kì. Đây là cái lối, một xíu nữa mình gửi xe xong thì mình sẽ đi vào nè các bạn. Đây là tầng, mình thấy ký hiệu rồi, để là L1 nè. Ở dưới tầng, khu vực tầng trệt ha. Mẹ ơi ra gửi trên là kì. Để mình kiếm chỗ mình gửi xe xong rồi sau đó thì mình sẽ đi vô trong siêu thị nè. Từ lúc mà dịch bệnh đến giờ mọi người, thì gia đình mình cũng tập được cái thói quen là dù đi đến đâu thì cũng phải là nhớ sát khuẩn trước rồi mới đi vào. Mình đang đi ở trong siêu thị Aeon này nè các bạn. Đây nè, bạn nhỏ vô đây rồi thấy cái khu vực đồ chơi rồi, đòi quá trời luôn. Sao vậy?
sao vậy con? À bây giờ vậy đi, mình đi lên trên ăn đi rồi mình hãy đi xuống thôi. Đây, sao la chọn món nào rồi? Rồi đi cho mẹ coi thôi. Cho mẹ cho các cô chú coi thôi. Này bạn sao la chọn được món này nha. Rồi mình đi lại tính tiền nha. Ok. Rồi con để bên đây nè, qua đây qua đây. No, một cái thôi. Sala qua đây tính tiền nè, đem qua cho cô tính tiền. Đi đây đi 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 qua cho cô tính tiền. Rồi mua chai đó đi. Hai chai đi. Rồi con để lên nó tính tiền đi Lan. Rồi nhà mình mua một cái đồ chơi với lại hai cái chai nước. 51.000. Khăn giấy nữa. Dạ 58. Rồi, xong rồi. Tên tên. Này của con nè. Rồi con cầm đi lên trên này mẹ đưa cho. Sau khi mà ghé mua đồ chơi xong cho bạn nhỏ thì bây giờ mình sẽ đi thang máy đi lên trên tầng 3 để mà ăn nha cả nhà. Đây, tầng 3 sẽ là nhà hàng giải trí và giáo dục nè. Thì mình sẽ đi lên trên đó nha. Tên tên, tới tầng 3 rồi Lo ơi, mình đi ra ngoài ăn thôi. Tầng 3 này thì sẽ là cái nơi tập trung những cái nhà hàng ăn uống nè các bạn. Có cả khu đồ chơi cho bé nữa nha. Mình thấy thì mỗi tầng đều có một cái khu trò chơi dành riêng cho bé nè. Rồi nhà mình sẽ chọn ăn ở quán thịt nướng Hàn Quốc Gogi. Rồi mình vô đây đi Lan, mình vô đây ngồi đi con. Cái này là cái iPad cái gì đúng không? À cái này là cái iPad để mà order đồ ăn này các bạn. Lâu rồi thì mình mới ăn lại ở nhà hàng thịt nướng. Đây là menu nha, mình sẽ gọi món ở trên đây. Có rất là nhiều món luôn. Có thịt bò, thịt heo, salad, cơm nè, hải sản, canh, lẩu, mì, nấm, tráng miệng, đủ thứ ha. Ủa, ở đây là mình có gọi món như là ăn buffet ha em? Mình gọi món đi. Mình sẽ gọi món ăn cho dễ hơn. Buffet thì dành cho những cái bạn nào mà ăn mạnh đó các bạn, mà ăn được nhiều món hơn. Vào đây thì mình hay thích ăn ba chỉ bò Mỹ nè. Mình sẽ chọn một cái này đi. Mình thích chọn món nào, số lượng bao nhiêu thì mình bấm vào dấu cộng hoặc là trừ để chọn nha. Đúng rồi, được rồi. Cái loại nào thì không cay em, cơm trộn á? Cơm trộn bên em thì đa số nó hơi cay nha. Mình cho bé dùng á thì chị có thể tụi em để sốt riêng á, rồi xong chị múc cho bé ăn trước rồi mình trộn sốt vô sau. À được á. Được đó. Em ghi chú cho mình sốt riêng ha. Đúng rồi, rồi cho chị một cái này đi. Dạ rồi. Rồi chị ơi. Rồi chị order xong rồi đó. Cái này em cho lên món thì trước đi ha. Dạ, mình có thể loại hỏi cho mình thịt bây giờ em ra khoảng 5-7 phút là em sẽ ra giải thịt cho mình. Còn cơm thì nó làm hơi lâu tí, khoảng 10 phút thì. Rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em.
Tới đây thì những cái món này nè các bạn nhân viên bày sẵn lên cho mình như thế này ha. Có sẵn như thế này nè. Đó, bàn nào cũng có nha. Rồi mình muốn ăn gì thì mình cứ gọi thêm ha. Đó, có một dĩa rau nè, rau bự nè, một dĩa một hố kim chi. Một dĩa. Cái này là rong biển tươi. Còn cái này là hình như là nấm đùi gà đó, nấm đùi gà ngâm. Nước sốt chấm hai loại. Có hành tây, salad trộn, trứng. Hôm nay có cái này lạ này các bạn. Là dưới mình đi thì cái ống khói là ở trên cao, hạ kéo xuống. Và bây giờ cái này là ống khói là nằm như thế này nè. Nó gọn hơn và đỡ chiếm diện tích nữa. Như cả nhà nhìn thấy thì đĩa thịt bò rất là tươi và chất lượng luôn nè. Khi mà mình để xuống nướng á, thì cái âm thanh nghe là xèo xèo rất là đã tai luôn á. Sở dĩ mình nướng mà bị dính như thế này á, là do mình để cái vỉ á, quá nóng. Nên khi mình để thịt bò xuống nướng á, thì sẽ bị dính và rất là khó nướng. Nhưng mà không sao, ở đây được một cái á, là mấy cái vỉ á, nướng chưa kịp đen nữa các bạn, là nhân viên cứ thay cho mình liên tục nha. Ba ơi. Chào ơi, con chào, chào đi. Con chào đi, chào đi, chào đi. Chào cô chú đi. Chào các bạn. Cái này chín rồi nè. Rồi cho em rửa cho nó trộn. Rồi. Rồi, cho em nóng. Không có đúng không ạ? Cứ ăn đi, không có nóng. Mình thì không có cầu toàn ở trong cái việc ăn uống đâu mọi người. Mình ăn theo sở thích thôi. Mình thích ăn như thế nào thì mình ăn như vậy thôi. Mình hay ăn thịt nướng với cuốn rau như thế này nè. Mình sẽ bỏ thêm một ít kim chi, rồi một ít hành lên. Rồi sau đó mình sẽ cho một miếng thịt lên. Rồi mình cuốn lại và mình chấm với tương ăn thôi. Mình ăn như thế này thì mình cảm thấy rất là ngon. Còn nếu mà các bạn nào có biết cách ăn như thế nào mà ngon nữa thì các bạn có thể là comment ở bên dưới chia sẻ cho My và mọi người cùng biết luôn nha. Cả nhà ơi, video lần này của My cũng khá dài nên My sẽ chia ra làm 2 tập nha. My xin tạm dừng video này tại đây. Cả nhà mình nhớ để lại bình luận ở bên dưới video để đóng góp ý kiến cho kênh My Vlog ngày càng phát triển hơn nữa nha. My xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Cả nhà mình nhớ like, share và đăng ký kênh My Vlog để mỗi khi mà My ra video mới, cả nhà sẽ là người xem đầu tiên nha. Một lần nữa, My xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Hôm nay là